đo tần số coi sao ha, đo 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 tần số không cần chạm các bạn, bạn chỉnh qua đây. À, giống như hồi nãy mình chỉnh hướng dẫn các bạn cách đo tần số đó, giờ chúng ta đưa lên gần, nó hiện lên luôn 50 Hz luôn, không cần phải đo cái que đo mà để đây nè, thấy không? Nghe que đo nè, không cần phải đo luôn, dẫn ra tần số ha. Các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng đồng hồ FI76 này một cách đơn giản nhất ha. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn các chức năng trên màn hình nó trước. Đây, cái nút bên đây là nút cái đèn pin, thì khi bấm nút này thì sẽ có cái đèn pin đây. Bấm cái nơi tắt ha. Rồi, cái nút này để chuyển đổi giữa tần số và phần trăm thì mình sẽ nói sau. Nút này dùng để hon giá trị hoặc là bật đèn nền. Bật đèn nền thì bấm nút này nè, bấm và giữ 3 giây nha. Đó, sẽ tự bật đèn nền lên rất là sáng, dễ nhìn. Đó, không thì ta bấm như đây thì tắt lại. Rồi, nút bên đây dùng để chỉnh các thang, xíu mình sẽ hướng dẫn luôn. Rồi, vô đo luôn nè. Hiện tại giờ đầu tiên về đo, chúng ta sẽ cắm như sau. Ta mở cái đầu bịch ra, que đen chúng ta sẽ cắm vô chân cơm, que đỏ chúng ta cắm vô dương bên phải que đen bên đây. Đó, bên có chỗ mấy chữ này nè. Rồi, giờ là người ta đã cắm que xong, chúng ta bật đèn nền lên cho nó dễ nhìn. Đó, khi trong tối là bật lên cho nó dễ nhìn. Rồi, chúng ta gỡ hai cái đầu này ra cho nó dễ đo, cho nó dày ra. Rồi, ví dụ chúng ta muốn đo pin hay là ắc quy, nói chung là pin và ắc quy là như nhau, pin và ắc quy là như nhau. Dù mình có một viên pin ở đây, mình muốn đo viên pin này thì mình sẽ vặn qua cái thang mà V3 gạch, đây thang mà có chữ V3 gạch nè, qua đây nè. Rồi vặn qua một cái là ok, chúng ta thấy đo được pin rồi đó. Ta thử cho các bạn xem ha, đây là viên pin. Đây, bên này 4V ha. Đây, 4V. Các bạn đo ngược lại cũng không sao, ngược lại cũng không có vấn đề ha. Do có dấu âm ha, có dấu trừ phía trước, ngược lại thì có dấu trừ phía trước. Rồi, ắc quy cũng tương tự ha, ắc quy cũng đo tương tự. Đó là chức năng để chúng ta đo pin ắc quy. Rồi, ví dụ như chúng ta muốn đo điện 220. Đây, 220 đây. Chúng ta vặn qua cái thang V ngã, V có dấu ngã đây. Bạn thấy không? Thang mà cái chữ V có dấu ngã nè, sát bên nè, vặn quăng cái. Rồi, ok. Hiện tại ta đang thấy trên màn hình nè, màn hình đây hiện chữ AC thấy không? Màn hình hiện chữ AC rồi nè. Đó, chúng ta phải đo điện 220 được rồi đó. AC điện 220 các bạn. Rồi, đo cho các bạn xem luôn. Đó, dương dương ha. Đây. Hiện tại là 214V ha. 214V. Đó. Ví dụ chúng ta muốn giữ lại cái giá trị này để không cho bị mất khi chúng ta dở cái que ra thì chúng ta bấm cái nút hon này. Đây là chức năng của nút hon, bấm vô. Rồi, ta gỡ ra thì nó vẫn giữ lại cái giá trị là 214V nãy là không, nó không có mất đi. Đó. Khi chúng ta bấm vô đây một lần nữa. Nút hon này nè, bấm vô một lần nữa sẽ mất. Đó. Rồi. Tiếp tục ha. Rồi. Nó như vậy là chúng ta đang đo điện 220 nè, đúng không? Điện 214V hồi nãy nè. Bây giờ mình muốn đo tần số, đang đo 220, chúng ta muốn chuyển sang đo tần số, ta sẽ bấm vô cái nút bên đây. Cái nút có cái chữ tần số nè, thấy không? Có chữ tần số đây nè. Đó, chúng ta bấm vô đây. Nó lấy ra tần số luôn là 50 Hz. Ha. À, bấm cái nữa. Nó ra cái phần trăm. Thì cái này thì hiệu hiệu suất 50 cũng vậy thôi, cũng như giống tần số các bạn. Rồi. Đây, qua đây lại thì nó ra 210 mấy V lại ha. Rồi ok ha. Hiện tại đang là giờ cao điểm nên điện nó hơi yếu. Rồi, đây là chức năng đo volt xoay chiều ha. Rồi, cái này là millivolt. Millivolt thì thường không có dùng chức năng này, ít dùng lắm ha. Đây là cũng giống như đo volt thôi, cũng tương tự như chúng ta đo volt thôi, nhưng mà ít người dùng cái này lắm ha. Thì có thợ mà chuyên về mình những mạch li ti ta mới dùng cái này ha, chứ mình dân bình thường thì mình không dùng cái này, dùng chức năng millivolt này không dùng tới. Rồi, ta qua chức năng bên đây là dùng để đo nè, ohm nè, diode và thông mạch.
ôm diode thông mạch ha. Rồi ta đo thử cho các bạn xem. Để đo thông mạch chúng ta cần chập hai que lại nó thông mạch thôi. Đó. Thì hiện tại nó đang ở chức năng đo ôm nên nó không có kêu ha. Đang ở chức năng đo ôm nên nó không có kêu. Ví dụ mình đo ôm thử ha. Đây là một con điện trở nè. Một con điện trở này nó à, mình muốn đo có bao nhiêu ký, bao nhiêu ôm thì mình bắt đầu mình sẽ chỉnh qua cái thang này. Cái thang ôm diode chuông này ha, chỉnh qua thang này. Rồi, mình sẽ tiến hành đưa điện trở vô. 0,98 ha. 0,98 ha. Nếu bạn muốn chính xác thì bạn không nên chạm tay vào ha, nhưng mà ở đây mình chạm đại không sao đâu. Chung những con điện trở nhỏ này các bạn chạm tay vô cũng không có thành vấn đề nha. Đây, cũng vậy thôi. Ha ha. Điện trở này điện trở 1 kg các bạn ha. Điện trở 1 kg này 0,98 đây rồi. Thử con khác. Đây là con điện trở khác nè, ha, mình đo thử coi nó nhiều. Chạm tay vô cũng lên trên lệch vài trăm ohm các bạn là cùng ha. Đây, con này 38,48 kg ha, là cỡ 39 kg các bạn. Con này 39 kg ha, đúng rồi. À, cam trắng cam 39 kg. Rồi ok ha. Rồi, vậy là cách đo điện trở là như vậy. Chúng ta muốn đo thông mạch chẳng hạn ha, muốn đo thông mạch chúng ta bấm vô đây. Bấm vô đây nè. Đó, nó qua cái hình là cái chuông thấy không? Hình cái chuông nè. Hình cái chuông thì là đo thông mạch đó. Đó nè, kêu nè. Thấy không? Đó, vậy là đo thông mạch. Rồi chúng ta muốn đo diode thì chúng ta bấm vô đây một cái nữa để đo diode, chuyển qua chức năng đo diode ha. Bấm vô đây một cái nữa để chuyển qua chức năng đo diode. Đây, bỏ đèn cho nó dễ nhìn. Đây, một cái nữa. Nó qua hình diode nè, là đo diode, bấm cái nữa. Hình ohm nè, chúng ta đang đo điện trở ha, bấm cái nữa. Hình chuông chúng ta đo thông mạch, bấm cái nữa. Hình diode chúng ta đo diode. Nó nói chung là có hình thôi bạn, có hình là bạn biết đang đo cái gì rồi. Rồi, chuyển qua chức năng đo tụ ha, cho tụ. Ví dụ đây. Đo tụ là chức năng này ha, đây. Đây cái cuối cùng luôn là đo tụ nè. Đo tụ. Đó. Thì tụ quạt nè, nói chung là những cái nào gọi là tụ đó chúng ta cứ đo được thôi. Đèn này sẽ tự tắt trong vòng phút ha. Để cho đỡ tốn pin các bạn. Rồi, ví dụ mình có con tụ này. Tụ 33. Tụ 33 các bạn ha, mà đây không lấy nét được. Đây, thì mình sẽ đưa chân dương vô chân dương, chân âm vô chân âm ha. À, ok, dương vô dương, âm vô âm. Bạn đợi khoảng 5 giây. Đó, ra 35,02 ha. Tụ này tụ 33 các bạn thấy. Tụ này là tụ 33 UF thì hiện ra 35 34 cũng ok rồi ha. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn đo tụ rồi. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ta kiểm tra dòng điện, phi dòng điện á. Chúng ta gạt qua thang này, NCV. Thấy không? Thấy chữ NCV không? Ta gạt qua đây. Đó. Nó sẽ hiện ra hình chữ EF NCV. Rồi chúng ta sẽ đưa máy lại gần ổ điện. Đó, thì nó sẽ bắt kêu. Nó kêu và nó chớp đèn này liên tục ha, càng gần sẽ càng chớp. Thấy không? Xa ra thì nó sẽ ít chớp chậm lại ha. Càng gần nó sẽ càng chớp. Ha, đó. Đó là chức năng NCV phát hiện dòng điện ha. Rồi, thử chức năng đo tần số coi sao ha. Đo tần số không cần chạm các bạn, bạn chỉnh qua đây. À, giống như hồi nãy mình chỉ hướng dẫn các bạn cách đo tần số đó. Giờ chúng ta đưa lại gần. Nó hiện lên luôn, 50Hz luôn, không cần phải đo cái que đo mà để đây nè. Thấy không? Nghe que đo nè. Không cần phải đo luôn, dẫn ra tần số ha. Đó. Rồi nó dở lên. Mắt lại gần. Thì nó ra tần số lại ha. Đây là chức năng đo tần số không cần chạm á. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn nhiều chức năng rồi. Đo von nè, đo pin nè, đo điện 220 nè, đo tần số nè, đo điện trở nè, đo thông mạch nè, đo diode nè, đo tụ nè. Đó, rồi kiểm tra NCV nè, là phát hiện có điện hay không nè. Đó. Đó là những cái chức năng đo rồi, bây giờ là bên đây một dãy bên đây. Đây một dãy bên đây. Đây 3 4 cái này. Là thường là không dùng tới nên mình không hướng dẫn các bạn ha. Cái này là thường để đo cho thợ đo ha, cho thợ đo là đo số thôi. Nếu mình không phải thợ mình không đụng cái này. Vì cái này đo sai nó sẽ cháy ha các bạn nha. Đo sai sẽ cháy những chức năng này. À, rất là nguy hiểm, các bạn cẩn trọng ha. Nếu các bạn nào mà muốn đo những chức năng này có thể liên hệ trực tiếp mình
mình sẽ hướng dẫn các bạn video call hướng dẫn chứ không có hướng dẫn trên đây. Nhiều các bạn không biết đo sai hư cháy. Rồi, bạn nào còn liên hệ mình. Rồi chào các bạn.